Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng khám phá cái đầu tiên nha. Trung Quốc Horror ha. Let's go. Wow, hai đó. Đây là một cặp sinh đôi. Let's go. Mùi ruồi, wow. Rồi, mình sẽ câu xem được con gì không. Wow, một chú bạch tuộc. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Orin 3. Let's go. Game. Và tựa game này các bạn phải đi xung quanh map. Sau đó thì các bạn phải đi tìm 5 chiếc chìa khóa. Và khi đủ 5 chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ thoát được khỏi ngôi nhà này. Và thoát khỏi ông Slenderman. Trong ngôi nhà này có một ông Slenderman, cho nên các bạn phải cố gắng tìm thật nhanh chiếc chìa khóa đầu tiên. Rồi mình sẽ đường này xem thế nào. Let's go, let's go. Rồi và đi đường rìa ngoài theo. Bên này xem thế nào. Làm tí máu nào. Không có gì trong này. Đây là một khu tập gym. Đây là nơi vệ sinh, nhà vệ sinh. Không có gì. Một hộp dương. Chiếc chìa khóa thứ hai. I should get out of here. Let's go. Hmm.
May sao mình vẫn chưa gặp Slenderman. Ok, xuống tầng 1 nào. Chỗ này thì bị tắc rồi, không đi được. Đó, các bạn cứ đi xung quanh cái map bản đồ này, sau đó thì tìm 5 chiếc chìa khóa. Và thì khi tìm 5 chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này và thoát ra khỏi ông Slenderman. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo, Bendy and in the Machine. Ok, let's go. Chapter 1, Morgan Victor. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Ok, vào đây là nhiệm vụ. Rồi, các bạn phải lấy cầm 2 cô bin. Sau đó lắp vào đây. Rồi quay ra xuống này. Let's go. Máy móc ở đây sẽ tự động chạy. Khi cái này đưa lên trên cao thì cái cánh cửa kia sẽ mở ra. Ok. Trong này là các bạn phải đi tìm 6 món đồ ở đây, sau đó đặt lên 6 trụ. Who put this here? Oh my god. Joey, what were you doing? Món đồ thứ hai. Món đồ thứ ba, một cái bánh răng cưa. Từ. Let's go. Và đây là món đồ thứ năm, một chiếc đĩa. Đĩa nhạc của Bendy. Và món đồ cuối cùng. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Rồi đặt vào 6 trụ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Come on.
Rồi, ở đây ready. Các bạn dập cô ra đây xuống. Let's go. Wow, một con quái vật. Chạy thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Bendy Run. Let's go. Let's go. Chúng ta còn 20 máu thôi. Thank you.
Oh my god, dính hai quả trưởng luôn. Ok, đã thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ xem sang từ cái tiếp theo. Slender Rising 2. Let's go. Từ game này thì các bạn đã đi tìm 7 con ma sẽ lẩn quẩn trong lâu đài này. Khá là rộng. Mình sẽ tìm lối ra xem. Ồ, gần đây có một con ma. Wow, nó chặn mất rồi. Con này gần gặp Slenderman nữa. Wow, ok. Giờ mình sẽ lên trên này xem. Đó, các bạn cứ đi tìm. Tất cả là 7 con ma. Tìm ở săn lùng và các bạn chụp ảnh nó. Thì ở đây thì nó sẽ xuất hiện từ con ma 1. Thì khi các bạn chụp con ma này xong thì bị xuất hiện con ma thứ 2. Rồi dần dần cứ thế tiếp tục xuất hiện đến con ma thứ 7. Và khi xong 7 con ma thì các bạn sẽ thoát được khỏi căn nhà này và thoát khỏi ông Slenderman. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tầng tiếp theo. It's Horror Club. Let's go. Liu Ge, Chateau Chu. Ồ, một viên gạch đang ở ngay đây. Sprit, một viên đá. Let's go. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở cái cửa đá này ra. What? Ok. Đập viên gạch này xuống nào. Ở đây thì có một chiếc chìa khóa. Let's go. Skip.
Và mình sẽ dùng chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa này ra. Ok. Đi vào sâu xem nào. Let's go. Đây là một quyển sách gọi hồn. Wow, đâu rồi, đây rồi. Ok, và sẽ dùng hai trái bom này đập vào hai cái bình ga. Mình sẽ tiến sâu bên trong. Bình ga đầu tiên. Và đây là bình ga thứ hai. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Into the Deal. Ok, let's go. Wow, trên xa những con zombie đang ra. Wow. Có một khẩu súng. Ok. Wow. Thank you.
Chết rồi, hết đạn rồi. Không sao, mình phải lắc vào lại. Oh my gosh, bị bắt rồi. Wow. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game ma. Đây là một tựa game ma rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. How of Slenderina. Let's go. Từ cái này thì các bạn phải đi tìm 8 màu giấy và mình sẽ vào từng phòng một. Đôi lúc những màu giấy đó lại gắn ở trên tường hoặc là trên những thành thành tủ rồi bị khóa rồi. Rồi màu đầu tiên, let's go. Nó đã xuất hiện, còn ma nó đã xuất hiện. Ok, let's go. Màu giấy thứ hai. Wow. Các bạn chỉ cần nhìn một lúc thôi, dễ chết ngay. Nhìn đâu một chút là sẽ chết. Thứ ba. Oh my gosh. Màu giấy thứ tư. Các bạn đi xung quanh ngôi nhà này và tìm tất cả là 8 màu giấy là các bạn sẽ hoàn toàn game. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.